Theo Bộ Công an, giai đoạn từ 2014 đến 2023, hoạt động mại dâm có xu hướng sử dụng mạng Internet, ứng dụng công nghệ thông tin, thông qua các trang mạng xã hội, diễn đàn, nhóm kín như Facebook, Twitter. Các ứng dụng OTT như Telegram, Zalo, Viber để trao đổi thông tin người bán và kết nối với người mua khi có nhu cầu. Người quản trị các nhóm này có thể là người chỉ môi giới hoặc là người bán dâm hoặc là người mua dâm lập ra. Hiện nay, tại Việt Nam có khoảng 80 website dưới sự điều hành của hơn 15 tổ chức, cá nhân hoạt động môi giới mại dâm. Các đối tượng đăng thông tin gái bán dâm và số điện thoại liên lạc, khi người mua dâm có nhu cầu thì kết nối, thỏa thuận giá với gái bán dâm qua số điện thoại. Bên cạnh đó, hoạt động qua các ứng dụng hẹn hò, kết bạn, làm quen và livestream truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy cùng với hoạt động mại dâm như Mulai, Big Oliver, Clyde. Người bán dâm chào hàng qua hình thức livestream trên app. Mại dâm dưới hình thức đường dây gái gọi tiếp tục diễn ra tinh vi, kín đáo, hoạt động liên tỉnh, có sự tham gia bán dâm của một số người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật như thí sinh đã tham dự các cuộc thi sắc đẹp trong nước, quốc tế, diễn viên, người mẫu, ca sĩ, nghệ sĩ múa. Cũng theo thông tin Bộ Công an, thời gian qua đã xuất hiện một số loại hình mại dâm mới như mại dâm nam, mại dâm đồng tính, mại dâm biến tướng dưới hình thức hợp đồng nhận con nuôi, bố nuôi. Loại hình này với phương thức hoạt động là lợi dụng Internet, mạng xã hội để đăng hình ảnh tiếp thị, thỏa thuận đến các địa điểm như biệt thự, căn hộ chung cư, trên tàu biển, tàu du lịch, tour du lịch, thể thao. Thậm chí ra nước ngoài để hoạt động mại dâm đã xảy ra ở nhiều địa phương, nhất là các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.